Tiểu sử thiền sư nổi tiếng thế giới Josu Sasaki Roshi. Thiền sư Josu Sasaki Roshi được gọi là bậc thầy Phật giáo, một nhân vật hàng đầu trong thiền Phật giáo tại Mỹ. Ngày 27 tháng 7 năm 2014, ông đã viên tịch tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai, Gentle Steve Kreutzer, thọ 107 tuổi. Kyozan Josu Sasaki, tiếng Nhật, Zuomu Cheng Châu, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1907 tại Nhật Bản. Mất ngày 27 tháng 7 năm 2014 tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Với danh hiệu kính trọng Roshi, là một thiền sư Rinzai Nhật Bản, người đã tìm cách truyền bá giáo lý của mình ở thế giới phương Tây. Josu Sasaki xuất gia tu sĩ ở tuổi 13 dưới sự dẫn dắt của thầy mình, Joten Soko Miura. Ngay sau đó, ông theo Joten Soko Miura đến Myoshinji, ngôi đền đứng đầu của một trong những chi nhánh lớn nhất của Rinzai. Được trao tặng danh hiệu Roshi vào năm 1947. Kyozan Josu Sasaki đảm nhận vị trí trụ trì tại Yotokuin. Năm 1953, ông được bổ nhiệm làm trụ trì của Sohoan. Năm 1962, theo yêu cầu của Daiko Furukawa, Josu quyết định đến Hoa Kỳ để dạy học sinh ở phương Tây, thành lập một trung tâm thiền ở Los Angeles. Ông sống ở Los Angeles, bang California. Tại đây, Sasaki đã mở hàng chục trung tâm thiền và là người sáng lập và trụ trì của trung tâm thiền Mau Bodhi, gần Mau Bodhi ở California. Ông cũng là người đứng đầu dòng Rinzai-ji của các trung tâm thiền trực thuộc. Ca sĩ, nhà thơ người Canada, Leonard Cohen là một trong những học trò nổi tiếng của ông. Thiền sư Roshi đến Los Angeles hơn 50 năm trước và là một trong những bậc thầy Nhật Bản tạo nên làn gió mới để thích ứng việc dạy thiền cho người phương Tây. Ông từng cam kết với học trò rằng mình sẽ không tịch cho đến khi thiền được khai sinh ở Mỹ. Ông đã mở hàng chục trung tâm thiền, trong đó có một trung tâm trên núi Bodhi nổi tiếng với chế độ đào tạo nghiêm ngặt.